làm sao phá lớp phòng ngự Việt Nam. Từ rất lâu, những chú voi chiến luôn phụ thuộc vào T-E-E-Z-A-S-I-L-D-A-N-G-D-A là sát thủ số 1 trên hàng công. Gần đây, nổi lên tài năng trẻ mới 17 tuổi Suphanak Muenta thi đấu nổi bật trong màu áo Buriam. Tuy nhiên, việc cả hai cái tên trên đều đang phải vật lộn với chấn thương. Huấn luyện viên Akira Nishino chỉ gọi lên tuyển duy nhất một tiền đạo cắm Supachai Jay được chuẩn bị cho hai trận đấu quan trọng với Việt Nam và Indonesia. Không ai nghi ngờ tài năng của Supachai chân sút 20 tuổi đã có 14 lần khoác áo đội tuyển Thái Lan và ghi được 4 bàn thắng. Trong đó nổi bật nhất là màn trình diễn ở AFF Cup 2018 và pha lập công vào lưới Trung Quốc tại ASEAN Cup. Mặc dù vậy, chàng trai trẻ của Buriam được biết đến nhiều như là một tiền đạo hoạt động rộng ra biên hoặc đá hộ công, sử dụng những tình huống di chuyển thông minh để khai thác khoảng trống. Supachai không phải là mẫu tiền đạo cắm cao nhất phía trên, vị trí mà hai đàn anh Tereso hay Adisak Raison được mệnh danh là những chuyên gia vòng cấm. Cũng cần phải nhìn vào thực tế huấn luyện viên Nishino không có nhiều lựa chọn khả dĩ. Khi các chân sút nội ở Thai League mùa này thi đấu không thực sự nổi bật, điều đó buộc nhà cầm quân người Nhật Bản gửi chọn niềm tin vào Supachai Chai trong trận ra mắt trên cương vị huấn luyện viên trưởng. Tuy thế, mọi thứ không hoàn toàn u ám và tuyệt vọng với tuyển Thái Lan. Họ đón chào sự trở lại của quân ác chủ bài Chana Thip Song Krasin. Tiền vệ đang chơi bóng ở Nhật đảm đương tốt vai trò hộ công, tiền đạo ảo và có thể tạo đột biến bằng những khoảnh khắc phi thường thì Chan cũng thu được kinh nghiệm quý giá khi chơi bóng cho Oita Chinita tại j 1 League. Thời điểm Chana Thịp vắng mặt, cầu thủ áo số 8 này chính là nhân tố chơi nổi bật nhất ở tuyến giữa Thái Lan. Ngoài ra, Thái Lan còn sở hữu những tiền vệ tấn công trẻ trung và đầy tiềm năng khác như Supachok Sarachat, Bodin Phala hay Ekanit Pania. Đương đầu tuyển Việt Nam chơi phòng ngự kiên cố dưới thời huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ là thử thách không hề nhỏ cho Thái Lan nếu muốn phá bức tường phòng ngự và xé lưới thủ môn Đặng Văn Lâm.